Thủy xin chào các bạn. Hôm nay tôi đem đến một cái món ăn rất là quen thuộc với các bé, đó là món nuôi xào bò. Trong món ăn này thì ngoài cái bông cải xanh tốt cho sức khỏe, ngoài cà rốt, hành tây thì có một cái món để làm cho món ăn thơm hơn, đó là bơ. Dùng trong món ăn thì nó sẽ tăng cái hương vị hơn, nó thơm hơn. Và cho các bé mà gầy ốm, biếng ăn thì rất là hiệu quả. Chúng ta có 500g nuôi, 300g than bò, bông cải xanh, cà rốt và nửa củ hành tây, hành ngò. Cà rốt thì các mẹ có thể cắt hoa để cho các bé thấy thích thú hơn. Cắt bông cải thành những cái cánh nhỏ. Sau khi luộc thì chúng ta sẽ vớt bông cải và cà rốt, ngâm ngay vào một cái tô nước lạnh. Nó sẽ làm cho màu sắc của bông cải và cà rốt nó tươi xanh và đẹp hơn. Để tiết kiệm thời gian thì cái nồi nước này chúng ta sẽ dùng để luộc nuôi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị hỗn hợp để ướp thịt bò, gồm có 1 muỗng cà phê dầu ăn, 1,5 muỗng cà phê dầu hào, nửa muỗng dầu mè, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh tỏi băm, thêm một chút xíu tiêu cho nó thơm. Ướp thịt bò vào đây, cho bơ vào. Đợi bơ tan hết thì ta cho một chút xíu vào trong cái bông cải xanh và củ cải đỏ, thêm một chút xíu muối và tiêu vào. Còn bơ ở trên chảo thì ta sẽ cho tỏi và hành vào. Củ hành và tỏi thơm thì ta sẽ cho thịt bò đã ướp vào. Đảo nhanh tay trên lửa lớn. Rồi, thịt bò vừa chín tới là chúng ta sẽ trút ra cái dĩa. Cho vào đây một muỗng tương cà cách chút, một ít hạt nêm và một chút xíu nước tương. Vậy là hoàn thành một cái món ăn cho các con rồi các mẹ. Hy vọng rằng là các mẹ sau khi xem xong chương trình này sẽ làm được một cái món ăn rất là ngon lành và bổ dưỡng cho các con của mình. Để xem lại cách thực hiện, hãy truy cập trang Facebook Pedisure Việt Nam. Pediasure hỗ trợ tăng trưởng khỏe mạnh chỉ sau 9 tuần. Hân hạnh mang đến chương trình này.